khuôn mặt đời thường cực đẹp và phúc hậu của phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly. Phu nhân Ngô Phương Ly là họa sĩ, nữ nhà báo, người Việt Nam. Bà hiện nay là phu nhân của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Phu nhân Ngô Phương Ly giữ chức trưởng phòng văn hóa nghệ thuật của Đài truyền hình Việt Nam. Bà từng là một trong những người phát triển chương trình Người xây tổ ấm của kênh VTV3 và là tác giả của slogan Giải thưởng điện ảnh Việt Nam Cánh diều vàng. Phu nhân Ngô Phương Ly là con gái thứ hai của hai nghệ sĩ nhân dân đạo diễn phim hoạt hình Việt Nam Ngô Mạnh Lân và diễn viên Phan Ngọc Lan. Vợ chồng nghệ sĩ Ngô Mạnh Lân và Phan Ngọc Lan đến với nhau khi cả hai mới chạm ngõ nghệ thuật. Năm 19 tuổi, nghệ sĩ Ngọc Lan khi đó nổi lên với vai Nhàn trong phim điện ảnh Lửa Trung Tuyến của đạo diễn Phạm Văn Khoa, sang Liên Xô cũ dự liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1961. Ở nơi xứ người, bà lần đầu gặp ông vốn là du học sinh khoa đạo diễn hoạt hình tại Đại học Quốc gia Điện ảnh Liên Xô. Duyên số run rủi, ông được chọn làm thông dịch viên cho đoàn phim Từ quê nhà sang. Trước đó, ông đã có cảm tình với Ngọc Lan qua nhân vật Nhàn, thôn nữ duyên dáng, sông pha chiếc bom đạn. Gặp nhau, ông để ý cô diễn viên vóc dáng nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn nhất đoàn. Lúc ấy, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh ấy cả, vì hơi lạnh lùng, khó tính, bà hồi tưởng trong một cuộc phỏng vấn. Vài ngày sau các nghệ sĩ Việt Nam thăm thú Moscow, ông được trưởng đoàn giao trách nhiệm đưa bà đến các di tích thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Trước cửa cung điện Kremlin, bà bị bụi bay vào mắt, phải nhờ ông thổi. Khi đi xem phim, vì không biết tiếng Nga, bà nhờ ông dịch. Cái nắm tay đầu tiên trong rạp giúp họ nhận ra tình cảm đang ươm mầm, nảy nở, ông từng nói. Nắm tay cô ấy, tôi ngạc nhiên vì nghe nói sống ở thôn quê, hay đi cấy, đi hái, mà sao tay mềm đến thế. Mồ côi từ năm 15-16 tuổi, lần đầu ông cảm nhận được hạnh phúc đôi lứa. Một cột mốc sau đó khiến cả hai xích lại gần nhau hơn. Lúc đoàn chuẩn bị về nước, bà đột ngột bị ốm, phải nằm lại một bệnh viện xa Moscow 10 cây số, cách ly trong phòng kính. Sáng hôm ấy, bà nghĩ bụng chắc ông đã theo đoàn về. Bất chợt, ông xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Bà xúc động khi biết ông hủy vé để ở lại cùng bà. Dù chỉ được nhìn nhau qua ô cửa kính, mỗi sáng ông đều bắt tàu điện đến để động viên bà. Về Việt Nam, một năm sau, một đám cưới đơn giản diễn ra. Ngày về chung một nhà, bà chỉ mặc bộ áo dài, trên bàn đôi ấm trà, vài đĩa bánh phu thê. Thiệp cưới chỉ in đôi dòng chữ thông báo ngày giờ, địa điểm lễ thành hôn, nhưng vẫn được giữ trong cuốn album gia đình cho đến ngày nay. Lấy nhau về, hạnh phúc của đôi nghệ sĩ càng được gắn chặt bởi năm tháng đồng cam cộng khổ. Khi con gái đầu lòng mới 10 tháng tuổi, bà phải xa nhà đi đóng phim để con lại cho chồng chăm. Ban ngày, ông bận rộn với công việc đạo diễn, khi về phải xếp hàng lấy lương thực. Bà trở về, ông lại được cử đi học phó tiến sĩ ở Nga vài năm. Ở nhà mỗi chiều, sau khi hết làm ở xưởng phim, bà lại lọc cọc đạp xe về chăm bốn con. Suốt 5 năm, bà đi cuốn thuốc lá sợi giao cho các cửa hàng tạp hóa, nhận cắt may quần áo, giao xỉ cho cửa hàng mậu dịch để kiếm thêm thu nhập, nuôi bốn người con. Cả bốn người con của ông bà đều trưởng thành và thành đạt. Trong đó người con gái thứ hai Ngô Phương Ly hiện nay là phu nhân của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay 19 tháng 8 năm 2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, sau lễ đón chính thức, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, giáo sư Bành Lệ Viên đã mời phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly thưởng thức tiệc trà, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Tại tiệc trà, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng được gặp giáo sư Bành Lệ Viên, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận tới giáo sư Bành Lệ Viên. Giáo sư Bành Lệ Viên nhiệt liệt chào mừng phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Trung Quốc, bày tỏ vui mừng được gặp gỡ phu nhân Ngô Phương Ly,
đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới bà Ngô Thị Mận, phu nhân cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong không khí thân tình gần gũi, hai phu nhân đã trao đổi chia sẻ về những nét văn hóa đặc sắc của hai nước. Giáo sư Bành Lệ Viên nhắc lại kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm trước tới Việt Nam, giới thiệu về một số nét nghệ thuật văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ cảm nhận của mình về nền văn hóa đặc sắc của Trung Quốc. Hai phu nhân đã có buổi trò chuyện và thưởng trà ấm áp, thân tình. Cũng trong ngày 19 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19 tháng 8 tại Đại lễ đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, bày tỏ vui mừng và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn, quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt-Trung, cũng như sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ sự tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Cho rằng đây là thời điểm quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi phương diện. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và chân thành cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn sâu sắc và thể hiện nhiều nghĩa cử đặc biệt trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thể hiện mạnh mẽ tầm quan hệ hai Đảng, hai nước và tình cảm đặc biệt giữa đồng chí Tập Cận Bình với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước. Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng đồng chí được bầu giữ cương vị mới, mong muốn cùng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ban lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị, chung tay thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc. Khẳng định mong muốn cùng Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc kế thừa và phát huy tốt truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước, định hướng quan hệ Việt-Trung bước vào giai đoạn mới phát triển ngày càng ổn định, bền vững, lâu dài. Trong bầu không khí thân tình hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 10 năm thời đại mới và nhất là từ sau Đại hội 20 đến nay. Nổi bật là thực hiện thành công đúng thời hạn mục tiêu 100 năm thứ nhất về xây dựng toàn diện xã hội khá giả,
hoàn thành toàn bộ trên 300 biện pháp cải cách được đề ra tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 cách đây 10 năm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc phát triển thịnh vượng, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình Việt Nam thời gian gần đây, nhất là phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị vào tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Trên đây là bài viết về bà Ngô Phương Ly, phu nhân của tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đôi nét về thông tin chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!